回来乐透半天，排队半天，开心顷刻即送回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖从来都不缺，全力去做你被完全，让你出发好每一天。Hello everybody, mọi người cảm thấy hình tượng của con hôm nay thế nào hả? Con đã phạm sai gì phải lên tòa hả? Không ngờ mọi người lại nghĩ con như vậy. Để chấm dứt sự hiểu lầm của mọi người, con quyết định chính thức tuyên bố năm học mới này thầy đã tìm đến con để làm đàn anh đó. Con đàn anh. Nên con ăn mặc như vậy để gặp các đàn em hả? Sao hả? Đẹp trai lắm phải không? Hay là không đẹp? Dạ quá hả? Chưa đủ chứng trạng hay là trước đó đẹp hơn để con đi thay đồ trước vậy? Nè, đợi một chút đi, con có được không? Con đó có cần suy nghĩ lại không? Vì sợ đàn em không học được gì từ con mà chỉ học được cái chứng lười biếng của con thôi đó. Không ngờ mọi người lại dùng chiêu này để mà cổ vũ con đó. Nếu đã như vậy, con đã quyết tâm phải làm một gương mẫu thật tốt cho bạn học mới của con, dẫn theo họ đi đoạn đường thật trạng ngời. Theo như má biết, các kế hoạch mới lần này là hệ chủ nhiệm mới lên đảm nhiệm tâm lý học, thầy thân quản lý, có đúng hay không? Yeah. Phải rồi, môn con học thi lại năm nay chính là ông dạy đó. Yeah. Vậy tức là có người muốn người thầy lúc chấm điểm nương tay một chút rồi sẽ dễ tốt nghiệp hơn, nên người ta mới đi làm đàn anh đó. Ồ, má thông minh ghê. Ơi, thì ra nhìn vậy chứ không phải vậy, đại học dạy con kiểu này hả? Kệ đi, nó cũng gọi là gì, chuyện tốt nghiệp của mình nỗ lực cũng gọi là có tiến bộ rồi. Má mi khen con nữa hả? Đỡ hơn không? Cho nên nói là vì được tốt nghiệp thuận lợi, con sẽ cố gắng học thật tốt. Vì nghĩ các học sinh muốn tham gia kế hoạch này cũng chỉ muốn tìm một sư huynh tốt để chỉ đạo thôi. Cho nên là một đại sư huynh tốt, con đã chuẩn bị rất nhiều tiếp hữu dụng cho những đàn em chuẩn bị nhập học đảo đại này, hữu dụng hơn cả trung tâm dạy kèm đó. Con nói xong thì tránh ra đi, cản trở mắt coi tivi rồi. Sorry, con đi thay đồ cái đã. Kim Thành An, Hà Cảnh Thanh, hai người ở lại. Thầy thân, là một người thầy chủ nhiệm của các cậu, thông tin của tôi đã nói rất rõ rồi. Mong cậu có thể trở thành thầy tốt bạn hiền của những đàn em. Tất nhiên rồi. Thực ra ban đầu tôi nhìn thấy tên của cậu ở trên danh sách đó, tôi cũng giật mình đó. Hả? Nhưng mà vừa làm vừa học, trong quá trình cậu chỉ dạy đàn em, mong là cậu có thể sẽ có sự tiến bộ. Tất nhiên rồi. Thực ra nguyên nhân mà tôi đăng ký là mong bản thân mình có thể trở thành một người tốt hơn mà thôi. Cố lên. Dạ biết thầy thân. Ừ. Thank you. Tạm biệt. So, Hà Cảnh Thanh có phải không? Chào cậu. Chào anh. Sư huynh, anh kêu tôi là sợ sệt, được rồi. Sợ sệt? Biệt danh của cậu là sợ sệt hả? Dễ thương ha. Chắc là do tính tình của tôi nhút nhát thôi. Hay là mình ngồi xuống trò chuyện một chút đi. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau trước vậy. Sao rồi, sinh hoạt của cậu ở đảo đại có quen hay chưa hả? Không quen lắm. Sao lại không quen chứ? Lớp tâm lý học khó quá, bài tập lại khó viết nữa. Sư huynh à, anh có tiếp của đề thi hay là chiến lược thi truyền cho tôi không? Về mặt này thì tôi không có. Sư huynh, anh có kinh nghiệm nào có thể truyền dạy cho tôi được không? Có chứ. Sinh tồn ở đảo đại thực ra còn rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả việc học nữa đó. Là cái gì? Ví dụ như là có chị vệ sinh nào không đắc tội được, hoặc là giám thị nào thích bắt học trò, thậm chí là tiết học sáng và chiều đi đâu chém gió. Phải ha, tôi không nghĩ ra luôn. Thứ hai với thứ năm của tôi là tiết học thiên địa đó. Không cần phải lo đâu. Thật ra giải quyết tiết học thiên địa có rất là nhiều cách. Bản thân tôi thì thích xem phim, thông thường đi xem phim cũng đi thư viện. Nếu như cậu quen tôi thì có thể đi thẳng vào hội điện ảnh giết thời gian. Hội điện ảnh có một con đường nhanh, có thể trực tiếp về ký túc xá, về tới đó còn có thể ngủ nữa. Cũng may là có anh nhắc nhở tôi. Ký túc xá hay không vậy? Có, tôi ở tòa nhà mới nhất đó. Good. Oh no. Giám thị của tòa nhà mới nhất là rất nghiêm khắc, rất ghét học sinh nghịch ngợm đó. Cậu phải nghe cho kỹ đây. Hãy thứ 3, 5, 7 buổi sáng từ 10 tới 12 giờ là giờ giấc ông ấy ra vào, cho nên khung giờ này phải đặc biệt cẩn thận. Đúng rồi, ghi lại. Nhân lúc ở đây không có ai, tôi tám thêm chuyện này cho cậu biết nè. Là chuyện gì? Thầy thân lúc nãy đó, cậu từng lên lớp với ông ấy hay chưa? Không có. Con người của ông ấy sao hả? Dữ lắm sao? Con người ông ấy không dữ, nhưng mà thẩm mỹ của ông ấy rất có vấn đề đó. Quê mùa lắm, những tài liệu đồ họa ông ấy làm rất là quê mùa. Nhưng hình ảnh đó như là năm má tôi ra đời vậy đó. Cậu nhớ là đừng cười ra trước mặt ông ấy là được. Tôi thì lại không thấy vậy.
What? Không thấy vậy hay sao? Bộ đồ lúc nãy ông ta đã có vấn đề rồi. Cái màu xanh đó, cái màu mạ vàng, hoa què, hoa sói, bây giờ nó không còn ai mặc rồi đó anh hai à. Tôi còn tưởng là sư huynh ở tâm lý học nghiêm túc lắm, không ngờ lại hài hước tới vậy, dễ gần tới vậy nữa. Cậu đừng có nói vậy mà, sợ sợ giúp được cậu tôi cảm thấy vui lắm. Sao rồi, ghi chép xong chưa? Đã ghi lại hết bây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới một chỗ, tôi phải truyền dạy một kỹ năng rất quan trọng cho cậu đó. Ra căng tin mua cơm cũng cần kỹ năng hả? Tất nhiên là có. Gọi món ăn ở đảo đại có thể là một bài học rất lớn đó. Vậy cần chú ý những gì? Cậu có biết danh vật ở đảo đại chúng ta là cái gì hay không? Chính là món ăn nổi tiếng cơm đùi gà. Hôm nay tôi phải dạy cậu làm thế nào để khỏi phải trả tiền cũng có thể mua được cơm đùi gà. Đi theo tôi. Mau mang gừng băm qua đây. Chị Sa, cơm gà chặt làm ngon nha. Không thành vấn đề. Hãy nhớ người chị này. Sao anh nghiêm túc quá? Chị ấy là người gì vậy? 4 năm ở đại học, cậu có thể ăn được cơm ngon hay là không hoàn toàn là do chị này quyết định đó. Chị tên là chị Sa, là cấp trên của chị Phấn Lớn, thích trai đẹp hơn cả chị Phấn Lớn. Nhưng mà nói nhiều với cậu thì cũng vô dụng mà thôi. Cậu cũng đâu biết chị Phấn Lớn là ai đâu chứ. Trọng điểm là chỉ cần cậu dụ dỗ được chị Sa, cậu chỉ cần mua được cơm trắng thôi, chị ấy thêm cái đùi gà cho cậu chứ là chuyện nhỏ. Vậy tôi phải làm sao? Quan trọng là phải biết nói ngọt kìa. Nói ngọt hả? Chị Sa này á, suốt ngày nói mình là Trương Hy Văn của đảo đại. Cơm ức gà chặt. Cảm ơn chị Sa. Chị có phải là Trương Hy Văn của đảo đại, chị Sa phải không? Tôi thích Trương Hy Văn lắm, có thể chụp tấm hình với chị không? Wow, chúc mừng cậu nha. Để mau thử đi, ngon lắm luôn đó. Được không? Ngon quá, cũng nhờ có anh đó anh An. Khờ quá, cũng là do giác ngộ của cậu đủ cao mới có thể dụ dỗ được chị Sa mà thôi. Giỏi lắm tới sợ sệt. Thực ra chị ấy cũng đâu khó dụ đâu. Sao anh nói tới dễ dính chiêu quá vậy? Đúng là con người chị ấy rất dễ dụ, nhưng mà đồng thời cũng tràn đầy địa lôi đó. Phải rồi, cậu phải nhớ cho kỹ nha. Chị Sa mỗi ngày 3-4 giờ nghỉ giải lao này, nhất định sẽ đi phòng giải lao nữ ở lầu 3. Đâm ra chỗ đó là điểm cấm mang tính nguy hiểm cực kỳ cao, không có gì đừng có đụng vào. Tôi cũng sẽ không vào phòng nữ đâu. No no, cậu phải làm được. Trong vòng 37m² của căn phòng đó, cậu cũng không được xuất hiện. Không ai biết được chị Sa vào đó để làm những gì đâu. Cũng không ai dám vào tò mò. Đã từng có học sinh mới bất cẩn đi vào, nhìn thấy những thứ mà không nên thấy. Nhìn thấy cái gì? Không ai biết, bởi vì người đó không dám nói ra, nên tới bây giờ vẫn là một nghi vấn chưa được giải đáp. Cuối cùng người đó thế nào? Người mới đó trong 4 năm đại học đều phải tự mang theo cơm để ăn. Khỏi phải sợ đâu, 3-4 giờ đừng đi điểm cấm. Tên đó đi đâu rồi? Vừa ăn vừa đợi đi. Anh em. Ý? Tên An. Giới thiệu cho hai người, đây là đàn em của tôi. Sợ sệt. Chào hai anh. Hello. Ê, cái người đang cầm cái bánh tên là Ngải Đốn Tráng. Chán chán được rồi. Ồ, anh Tráng giỏi kiếm tiền lắm nha. Nên là cậu có kế hoạch kiếm tiền gì thì cứ việc tìm ảnh, lợi là cái chắc luôn đó. Thường là vậy. Ở con người này thì thành tích GPA mỗi năm đều trên 3 hết. Tài sắc song toàn, được xưng là Ngô Ngạn Tổ, tên là Chu Lăng Lăng. Rất vui được gặp anh Chu Lăng Lăng. Ý, Lăng gia được rồi. Thành An, sao nói chuyện phô trương quá vậy? Lăng gia hả? Lăng gia gì chứ? Anh An, có bạn đã hẹn tôi đi trước nha. Được, cậu đi đi, chơi vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ê Thành An. Hả? Cậu ấy chính là đàn em mà kế hoạch học trưởng của anh đó hả? Yeah. Sao giống đại ca nhận lính vậy? Không tốt cho lắm đó nha. Tôi tốt với cậu ấy nên mới sùng bái tôi như đại ca vậy đó. Anh tốt tới đầu chứ. Để sợ sợ. Cơm đùi gà đảo đại. Cảm ơn anh An. Anh thường hay mời tôi ăn đồ, còn mời tôi uống nước nữa. Anh trước anh sau nguy hiểm lắm đó. Cậu ấy giống như giả nai nhiều hơn đó. Hai anh đừng lấy lòng dạ người già đi đoán tâm tư của thanh niên có được hay không vậy? Tôi nói anh đừng dễ tin cậu ấy thì hay hơn. Hai anh trở nên cảnh giác từ khi nào vậy hả? Người như cái tên đó, bản mặt sợ sệt quá trời luôn. Cậu ấy sùng bái tôi, tin tôi từ trong đáy lòng, cho nên mới gọi tôi bằng đại ca, gọi tôi là anh An mà thôi. Sùng bái hả? Ai mà làm vậy chứ? Chuyện này khả nghi lắm nha. Tôi đã truyền rất nhiều kinh nghiệm của đảo đại cho cậu ấy rồi. Nếu như năm xưa tôi nhập học có người nhắc nhở tôi không những gọi người đó là đại ca, tôi cúng người đó luôn cũng được nữa đó. Thành An, tặng cho anh 3 chữ nè. Phòng nhân chí tâm. Bất khả vô. Yên tâm đi. Tôi bị gạt được hay sao? Thực ra thì anh đối xử tốt với sợ sệt như vậy, chăm sóc nó như vậy, còn thường xuyên mời nó ăn cơm, còn mua bánh trứng cho nó nữa, có cần phải vậy không đây?
bánh trứng da giòn ở đảo Đại kia mà. Tôi có trách nhiệm phải giới thiệu cho học viên mới biết chứ. Và lại cũng có thể để bạn học của sợ sệt ngưỡng mộ. Nó có người sư huynh tốt như vậy. Nè sợ sệt, đừng chỉ biết cười người ta. Nhà anh của anh thì thế nào chứ? Sư huynh, quả đúng là phế lão thế kỷ này. Mỗi lần hỏi thông tin cần thiết, anh ta đều không trả lời được. Xui cho anh rồi, để anh ta làm sư huynh của anh. Ê, cũng không hẳn, được cái anh ta đủ ngốc. Chỉ cần giả nai thì ngày nào cũng mời tôi ăn cơm. Tiết kiệm không ít tiền đó. Vậy lần sau kia anh ta mời chúng tôi luôn đi. Đi thôi. Nên á, anh á. Không phải cười lớn tiếng lên hay sao? Cười tiếp đi. Có rảnh với chúng tôi không? Bye bye. Cậu cảm thấy tôi phế có thể trực tiếp nói với tôi mà. Tại sao phải gạt tôi? Tại sao phải cười sau lưng tôi chứ? Vậy thì anh phải kiểm điểm lại rồi. Những gì mà anh nói xong tôi giả vờ nốt lại ghi bậy thôi. Vậy mà anh không hề phát giác ra. Anh ngu như vậy, tôi không gạt anh là có lỗi với bản thân đó. Đừng có buồn vì mấy thằng khùng này. Nó bị khùng mà. Đi thôi, mau lên. Mau lên đi thôi. Khoan đã. Nghe luôn đoạn ghi âm này đi. Nhân lúc ở đây không có ai, tôi tám thêm chuyện này cho cậu nghe nha. Hả? Là gì vậy? Thầy thân lúc nãy đó, cậu từng lên lớp ổng chưa? Không có, con người của ông ấy thế nào? Dữ lắm hả? Con người ông ấy không có dữ, nhưng mà thẩm mỹ của ông ấy rất là có vấn đề, quê mùa lắm. Không biết thầy thân nghe rồi sẽ thế nào hả? Có để cho anh tốt nghiệp được không? Hả? Cậu muốn sao đi? Đôi giày đế trắng 7 màu phiên bản đặc biệt này, đứt hàng rồi, tôi muốn mua rất lâu. Đúng lúc, chân của anh và chân tôi là cùng size đó. Cậu im miệng đi. Thành An tốt với cậu như vậy, bây giờ cậu lấy quán trả ơn, trả thù ngược lại. Có vấn đề gì chứ, là anh ấy ngu thôi. Mặc kệ đi, coi như tôi nhìn lầm người. Đổi về tôi cho cậu đó. Nè. Con về rồi. Con chưa điện thoại hả? Về rồi hả, đúng lúc ăn cơm luôn nè. Chú Lăng cũng tới hả? Không cần rồi. Con không ăn đâu, tụi con đã ăn rồi. Sao mặt mày chủ vậy? Sau khi làm đàn anh rồi không phải tươi tắn lắm sao hả? Phải đó, gần đây vì thấy con hay dẫn sư đệ đó đi khắp nơi. Còn thường xuyên mời cô ấy ăn cơm, coi cô ấy như em trai vậy. Dạ, Huế Thành An còn được làm anh hai nữa, tốt quá rồi. Tụi con còn có rất nhiều bài tập cần phải làm. Hay là mình vào phòng đi, làm phiền mọi người làm việc rồi. Nè, làm bài tập gì vậy chứ? Sao kỳ cục vậy? Sau khi bé An làm đàn anh rồi, chững chạc nhiều hơn. Hồi xưa dẫn Chu Lăng về chỉ biết chơi game thôi, bây giờ biết làm bài tập rồi kìa. Hey, cũng mong là vậy. Alo. Xin chào, xin lỗi nha. Công việc thứ 6 này tôi không giúp được rồi. Phải, tôi có việc đột xuất cần phải xử lý. Được, xin lỗi nha, thông cảm nha, bye bye. Xin lỗi nha, cần anh giúp tôi làm bài tập còn bỏ hết cả công việc. Vậy bây giờ cô có thể xóa đi đoạn game đó rồi. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Cô đừng có quá đáng quá nha. Nè, đây, giúp tôi làm đống bài tập đi. Cũng thua anh luôn. Hai người chỉ mới quen biết thôi mà. Nó là người gì anh cũng không biết. Vậy mà chuyện gì cũng nói cho nó biết hết. Đúng là... Anh đừng có nói tôi nữa. Tôi đã hối hận lắm rồi. Vào đi. Hai, ông ngoại con á, có nấu canh cải xoong hầm xương. Dù không ăn cơm thì hai con cũng ra ngoài uống với canh đi. Tụi con uống sao nha, làm xong bài tập trước đã. Tôi cũng không muốn đâu. Bài tập làm khó lắm hả? Phải, bởi vì khó làm cho nên mới tìm Chu Lăng Lăng để giúp đỡ cho con nè. Cái này là bài tập của năm thứ nhất. Buông tay. Nè, khóa này cũng là tiếng Anh năm nhất mà. Không, thật ra là bởi vì tụi con nhận thức được mấy năm qua cũng lãng phí rất nhiều thời gian không học hành nghiêm túc, vì muốn lấy lại căn bản cho nên mới lấy lại những bài tập năm 1 ra giải thôi. Để ôn lại. Phải đó. Thực ra có ít lắm. Tôi sẽ túc trực với Thành An. Được, cố lên nha, đừng có sợ, cứ làm đi, làm tốt nha. Dạ biết rồi. Cảm ơn má mi. Bye bye. Bye bye. Anh em, mà lệnh không phanh phui ra đó. Dĩ nhiên là tôi không phanh khui ra rồi. Nếu như bị má anh biết được, anh bị một tên sinh viên năm nhất chơi đểu, chắc chắn đánh bể đầu anh luôn cho mà coi. Không sao đâu, cùng lắm bị nó chơi một năm mà thôi. Hai thằng này ngu thiệt á, nó bí mật thôi cũng lớn tiếng như vậy, chắc là bị anh hiếp lên tận cổ rồi cũng không dám lên tiếng. Tại sao chúng ta không đi đường căng tin về ký túc xá chứ? Đường này nóng lại vắng nữa, có phải đường tắt đâu.
bên căng tin đông người quá. Biết anh mà, chắc là sợ đám sinh viên mới của đám sợ sợ chứ gì. Tôi thấy mình lạc lõng quá đi. Tôi ở đảo đại chưa từng bị như vậy bao giờ. Vì một đứa người mới lại đi vòng đường về như vậy nè. Anh càng phải phấn chấn lên. Đừng tránh né, đừng bỏ cuộc bản thân. Phải nghĩ cách để giải quyết sự việc mới được. Anh không lý nào để cho nó chơi suốt đời như vậy chứ anh hai. Ờ thôi đi tiếp, đi tiếp. Chà, mùi vị phức tạp vậy. Cứ như là nước hoa rẻ tiền trộn với nước hoa của thầy thân vậy đó. Gì chứ? Thiệt là chị Sa. Đúng là họ thật rồi. Một nam một nữ lại đến những chỗ vắng vẻ như vậy. Rất kỳ lạ đó. Chỗ này không có người. Sao anh nói là tạo bất ngờ cho người ta mà. Quá bất ngờ. Chị Sa ở căng tin mà lại có người theo đuổi. Còn lại là tầm mắt của thầy thân quả là có vấn đề đó nha. Anh đút em đi. Em đút anh nha. Thực ra mình coi những thứ này có phải nên đi rửa mắt không đây? No no no. Chúng ta đã may mắn thì đã gặp phải những chuyện này. Hả? Bác Đạp xưa đây luôn mê cờ bạc, bị người vợ cấm cờ bạc. Lâu rồi không đọc báo đua ngựa rồi. Một ít cám dỗ đeo máy núp vào toilet xem báo đua ngựa. Lúc đó hành lang sẽ không có người vệ sinh. Chu Lăng Lăng lúc đèn phải ra tay rồi. Trời ơi, sách đua ngựa. Chà, phải đem vô toilet coi thôi. Tôi nhớ được lịch trình của sợi sệt ngày hôm nay. Hôm nay nó lên nhân tông đường phòng 304, lên tiết đầu học tâm lý học. Nó chưa từng đi qua nhân tông đường, nhất định phải nhờ bản chỉ thị. Nhân tông đường ở bên đó sao? Cậu đến đây làm gì hả? Tôi đến đây để lên lớp thôi. Ai tin cậu chứ? Rõ ràng cậu đến rình tôi ngủ trưa. Tôi ghét nhất người ta nhìn thấy mặt mộc của tôi. Trời ơi, chết đi thằng khốn. Không sao mà chị sao? Kim Thành An, anh chơi tôi hả? Ây cha, vẫn còn khôn ha. Anh nghĩ qua đoạn phim này có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi không sợ rủi ro thám hiểm chân tướng của chị Sa trong phòng nghỉ ngơi nữ. Bây giờ là tôi đang làm chuyện tốt đó. Vậy sao? Nhưng tôi không biết thầy thân phải nghĩ vậy hay không đó ha. Liên quan gì tới thầy thân chứ? Thầy thân theo đuổi chị Sa sao? Đã nói với cậu thẩm mỹ của thầy thân có vấn đề rồi mà. Nói lại không để ý, thiệt tình. Bây giờ lần cuối tôi nhét tiền vào túi cậu đây. Muốn sinh sống ở đảo đại, chỉ biết học là chưa đủ đâu. Cậu cần phải tỉ mỉ, để ý những chuyện đang xảy ra xung quanh mình nữa. Đương nhiên là bao gồm cái chuyện tình cảm của các thầy cô giáo. Tôi nghĩ đoạn phim trên tay của chúng tôi cũng đáng giá hơn đoạn ghi âm trên tay cậu rồi chứ. Vậy mấy anh muốn cái gì đây? Xóa đoạn ghi âm trên tay của cậu, trả lại đôi giày cho tôi. Sau này đừng hòng sai khiến chúng tôi cái gì nữa. Vậy còn đoạn phim? Chúng tôi không có bị ổi như cậu. Cậu chịu xóa đi đoạn ghi âm, tôi bảo đảm đoạn phim này sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Làm gì đi. Nếu như cậu chịu nốt lại những chuyện linh tinh đó, 3 giờ né ra phòng nghỉ ngơi nữ, như vậy thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tại vì anh may mắn thôi. Tôi ở đảo đại sinh tồn bấy lâu nay, thắng được cậu tuyệt đối không phải nhờ vào vận khí đâu. Nói không nên lời. Nói không nên lời. Cảm ơn. Anh Thành An à, chúc mừng anh đã thoát hiểm nha. Lần này toàn nhà chú Lăng Lăng đó. Nếu như không phải anh ấy, chúng ta còn đang làm bài tập nữa kìa. Khùng quá đi. Ý là do anh nghĩ ra mà. Tôi không có giúp được gì hết. Kim Tôn. Cô Trương. Tóm lại á, Thành An là lợi hại nhất. Thua trở thành thắng. Good job. Ê, xem kìa. Thank you.
đó không phải là cơm phao câu truyền thuyết hay sao? Cái bọn quỷ này cười vui như vậy, không lẽ tự giải quyết đồ sao? Nè, nữ tác giả, phim mà chúng tôi nói chiều nay mới diễn sao? Cô nói vậy có phải là có những gì mà tôi không biết hay không? Wow, cô với con trai cô không hề có giao lưu. Hôm qua đó đã đột phá vào phòng nghỉ ngơi nữ, còn kêu luôn Chu Lăng Lăng quay phim cho nó đó. Hôm qua đã đột phá quay phim. May là tôi đủ bình tĩnh phản ứng kịp thời. Ban đầu tôi định trang điểm sẵn mặt mộc, sau đó giả vờ tẩy trang. Không ngờ nó đột nhiên diễn màn phim này quá sớm, khiến cho tôi hoảng hốt, không hề trang điểm luôn. Xin lỗi nha chị Sa, lỗi cũng tại tôi không bàn giao lại. Bây giờ con trai cô quay lại gương mặt mộc của tôi rồi, làm sao đây? Yên tâm đi, đoạn phim sẽ mất tích trên thế gian này. Còn đảm bảo là được rồi. Còn nữa, bắt tôi mặt mộc làm việc, tôi lấy gấp đôi. Trời, còn ra giá hả? Sau khi chuyện này, tôi bị chấn thương tâm hồn rất nghiêm trọng đó. Nè, không phải cô muốn xù chứ? Yên tâm, lần này tôi trả rất là đáng giá, rất là ưng ý. Cảm ơn. Thằng An Dương này tiến bộ rồi, không cần má nó ra tay cũng có thể tự giải quyết vấn đề. Cuối cùng cũng yên tâm rồi.